Cái miếng đó em chưa có mua phải không? Đâu biết nữa, đâu biết mà nghe như vậy. Để từ rồi đi. Bên Mãn đi với ba nè. Bên Mãn đi với ba nè. Ôi, trời dễ thương quá mà. Gì vậy? Cô nữ không? Chút ra đi. Đi đi đi, đi coi, chút mình coi sao. Vô coi thôi. Coi thôi. Rồi thỏ cao nè này. Này cúc mâm xôi nè. Đây nè cúc mâm xôi nè. Đây là cúc tiger nè. Mai đây, mai đây, mai, mai nở. Buổi sáng như bà. Ừ, bonsai nè. Bonsai me. Ôi, có trái me nữa kìa Quân. Trái me nữa nè. Bonsai, bonsai. Me đỏ kìa. Đó nó kìa. Me này me ngọt hả? Mẹ ăn thử nha. Bẻ đi. Nó gắn vô á. Ồ, hai cái mai. Mai dữ nè quá. Ồ, quá búp luôn nè quá. Này mai kiến thủy. Đúng rồi. Nhiều.
dây mà có màu sắc ghê. Mai cũng được. Mai cũng được. Này này giới vô mười mấy triệu đó con. Mấy chục triệu á. Ít ra búp cơ. Búp hết hồn luôn rồi. Búp không kìa. Coi chừng trúng cây nha con. Cặp 180 anh ơi. Cặp 180 hả? Cái nhỏ cái to vậy à. Nhưng mà cái bắp nó nhìn bắp nhiều, bông nhiều. Hai đứa bay lại gà người vui này là dùng vũ lực cái ngồi của mình lộn. Bất nhiều chậu gì chắc mình mới không đi ơi đẹp đó anh, nó đẹp. Cặp chín chục mà đâu phải cúc này đâu mua loại thọ mà trồng hai cây á. Cái đó là loại đẹp á. Nó là mấy tiền hơn phải rồi. Này mai chứ mai chứ phỉ mà. Cái này cái gì ba? Mai chứ phỉ thơm lắm. Gắn vô đó. Hoa trái. Thì gắn cái giả. Thôi sợ vớt người ta đó con ơi. Tính đi nha. Tính mua cúc cao đó đó, cúc tây rồi đó đó. Để xung quanh cây mai phải không? Nãy gặp còn thọ thường á, còn thọ thường để dọc cái hành lang. Nó đẹp. Đây ngon đi gặp liệu đứng đây từ đâu một lúc. Lá nó lại xanh luôn. Gặp nhiêu chú? Gặp 208. 208 hả? Đó. Đây là hoa lê. Hoa lê cái loại bao lớn vậy nè, ta bao lớn như bán ngoài đường, bán mấy chục con nhánh vậy. Mua một chậu ha là cắm mình được 2-3 chậu, khẽ hơn chưa. Kìa cắm chậu hết 400-500. Loại qua mất mắt á. Đi con, đi con. Bóng chân mệt dữ nè. Ăn đẳng giống mệt luôn mà. Không biết anh không biết. Không biết nói sao. Biết nói gì. Đây là mình cho mà. Khi vô mà. Mày ôm lên xa xa. Cái này nhắc mà cho mình. Con lịch sử thế giới. Cái này là
Cái này là gì? Cát tường. Hoa cát tường. Thấy chưa? Có lúc mà tiếng nó đẹp quá à. Cái này cát tường. Cát tường như ý. À, biết rồi. Này là bông trang. Bông gì? Trang. Bông trang. Hồ cúc này đẹp quá hả mẹ? Cúc này đẹp nè. Lên hình đẹp hả? Lên hình thì đẹp. Nhưng mà này mới lại tới nhất rồi ha. Ồ, nguyên một màu cam rồi, quá đẹp. Con thích màu cam mà tết tự nhiên màu cam. Không nổi hả? Ồ, mơ cứ dạy ra con. Tại sao bu đông thế này? Chết. Cái gì tao bu, tao bu đông chứ vậy? Bông lắm á. Hôm đó để anh bạn đẹp á em ạ. Anh để anh bạn nhà mình á. Để rồi nè.
Chị đổi mày là em quá trời. Rồi lấy này đi, gọi lấy kia. Rồi giá đó vô chậu rồi kìa. Giá này vô chậu rồi đó. Chậu diện nhiêu hả? Chậu 30. Ý cái bông màu hường đẹp quá hả? Ba chậu hả? Bốn chậu. Nó cho tiền chậu rồi đi rồi mới lại lấy chậu đó. Chưa. Đừng đổi tới nữa nghe, đổi là lộn đó. Cái gì á? Tao mua cái chậu gì? Đây. Bông này bông gì ta? Bông này bông gì vậy? Cẩm nhung. Cẩm nhung hả? Đúng gì đâu. Cẩm nhung. Tưởng đâu cẩm giang rồi cuốn cây cầm giang cái vụ mặt đất này sụp đổ tan quan nhặt là cẩm nhung chứ không phải cẩm giang, thành thử ra không được không đẹp. Cầm nhung ơi cái vụ mặt đất này sụp đổ tan quan cầm gì lên chứ ta cái lâm đó sức nữa không đây. Bông mì thơm dữ hoài. Tại sao thơm quá hoài? Bông này nè. Bông này nè. Bông này nè. Bông này nè. Bông này không vậy? Thổi thổi cũng nghe thơm. Bông này là đậm. Mini. Đây là cắp ổi mía ghim. Wow. Ủa hai mẹ con nó ở đâu rồi? Đi con. Rồi hả? Nghe mất bự hơn mà bông nhiều hơn vậy. Ừ. Hơi bộm rồi nghe. Trong nhiều, trong rất đẹp. Ừ. Chậu gì là nhiêu à? Ơi, chậu gì là nhiêu? 150 hả? Đừng con, đừng con. Nhiêu em? Lớn đó, đó hả? Ừ. Ngán dữ à. Mua cặp này này chứ 180. Cặp này 160 mà. Mua cặp này là 300. Cho anh mua 10 nhánh gì là 80.000 rồi. 10 nhánh 80.000 hả? Ừ. Mua về để cho con đời cúng là 10 nhánh là 80.000. Bây giờ ta trồng chậu trồng mấy thì ra nữa. Nó hơi cái này đẹp nè, cái chậu gì mới đẹp nè. Em trưng cái chậu nhỏ gì cũng đẹp nữa nè. Mà cái này cũng nói cái gì cũng ừ. Nói hồi nãy là 300. Cái này nói một cặp cây 150. Ở đâu? Cây này 150 nè. Em hỏi cặp 300 á. Trong đây nè. Chắc 160. Lại chậu nhỏ. Đứng đây đang con. Cặp này là 300 phải không? Cặp này mới 300 hả anh? Còn bên đây hai chậu gì nhau? Chậu 300. Này thì vô chậu. Nó bự. Rất là bự ngọt bự.
chục bông. Dạ không? Gần 30 bông. Nè. Này anh là 300 á. Cặp 300 á. Cái này kêu pha lê hả? Ừ. Không biết pha gì nữa. Uống thuốc rồi. Bán hình như không có cần. Đâu có, uống thuốc rồi. Bệnh hả? Bán mâm kìa anh ơi. Bệnh uống thuốc rồi. Tại hỏi cho biết. Nhiều 320. Đây thì tôi bán cho 300 luôn đó. Tại có cái vô chậu, tưởng đâu chậu xanh không, chậu mũ. Mũ. Ừ. Cái bào mà mình ngay nữa nó từ dài chắc nó dữ quá. À, chậu là hơi rẻ đó, bà không phải là bóng dữ. Người ngang làm gì nữa thuốc. Người ngang tao thuốc đó. Mà đâu có 2 cặp 900 bằng luôn. Ở đâu? Người ngang một thước. Thứ đó. Ờ bán như là rẻ. 400 là rẻ. Lấy 2 cặp rồi đó là quốc 2 cặp 900 bằng